6 điều Phật dạy hiểu thấu thái độ làm người. Một, người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình mới có thể thay đổi người khác. 2. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 3. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. 4. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn đa khẩu hạ lưu tình năm vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát sáu mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận